Vùng kín luôn có mùi vị khó chịu đúng hay không? Nó nhạy cảm thiệt nha. Bây giờ nó có những cái loại mà nước hoa vùng kín đó mọi người. Su Su mà lựa chọn qua vùng kín, Su Su sẽ lựa chọn mùi à. Đó là mùi sabuche. Tại cái mùi sabuche nó là đàn ông thích. Còn không thì Su Su sẽ lựa chọn đó là mùi mít tố nữ. Trời, mấy cái mùi hơi nó nồng á. Nó nồng nhưng mà nó thơm. Thế mùi sầu riêng thì sao? Thôi sầu riêng, lỡ mình ăn sầu riêng rồi sao không được. Còn không thì thôi mình lấy mùi lê kima cũng được. Nhiều mùi mà. Có một cái này Muối cũng muốn chia sẻ nữa. Đó là em tên là Hồ Quỳnh Nhi. Mọi người thường gọi em là Muối Xù ạ. Rồi. Hồi nãy vỗ tay cho Xù cũng đóng muối đó. Đó, giờ có muối đó. Nhưng mà Muối ăn. Trời ơi. Nguyên một muối luôn. Muối này. Tại sao mình nói cái tên là muối xù? Ví dụ muối thôi, cái xù là xù chỗ nào? Thật ra cái câu chuyện này cũng lâu rồi. Hồi đó là vì bị thất tình nên là quyết định là phải thay đổi bản thân. Nên lúc đó là mua mấy cái máy bóng về đó. Cái thời mà còn HKT, xong Bảo Thi tóc có phùng ở trên đó rồi, tụng ra rồi. Đó. Rồi cái lúc đó mới mua về rồi bấm cái đồ cho thiệt xù. Thì từ lúc đó mọi người kêu là muối xù luôn. À, biệt danh là từ đó. Giờ thì hết xù rồi. Giờ kêu là muối gì? Muối xoăn hả? Rồi đó, bây giờ hỏi đi, hỏi ai? Hỏi Bi. Em hồi nãy em lên, em nói em gặp Su Su để cho em thấy rõ Su Su. Tại mê Su Su thì em hỏi Su Su đây. Thì thấy tôi thôi. Bây giờ là câu hỏi này là sẽ dành cho hai anh chị MC luôn. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai MC đó chính là: người chuyển giới đã từng bị xếp vào nhóm bệnh nào? Theo Su Su biết nha, người ta đó quy chụp cho người chuyển giới rối loạn về tâm lý là thứ nhất nè, rối loạn về sinh lý luôn, người ta gọi là rối loạn tâm sinh lý á. Cái đó là theo mình biết thôi, còn xã hội nó gắn ghép cái gì nó nói bệnh hoạn, nó tùm lum tùm la. Nhưng mà đến năm ngoái á, hình như là nghe được biết thôi, giữa năm ngoái thì tổ chức WHO á công nhận cái đó là một cái giới tính chứ không phải là bệnh nữa. Đúng rồi, bệnh gì trời, tôi nào tôi bệnh gì đâu. Bệnh lành vậy nè. Không bệnh gì hết trơn. Nghĩa sao vậy? Cái này là cái đam mê. Đam mê đội tóc giả. Đam mê sống với một người, sống trong hình hài của con gái. Trời, tôi khỏe, tôi giật ba con trâu còn chết. Rồi, vậy thì mình đến tới câu hỏi thứ hai ha. Rồi. Câu hỏi này rất là vui nè. Đó là: người chuyển giới sau khi tiêm hormone thì sẽ có nhu cầu tình dục cao hay chăng? Sai. Đúng rồi. Su Su chưa một mũi hormone nào hết. Và cũng chưa uống một liều hormone nào hết. Cũng chưa bao giờ uống thuốc ngừa thai để tăng hormone. Nhưng cái nhu cầu Su Su rất là cao. Muốn thấy chị Su Su với Bi Bảo ngồi ở đây là rất là hợp với nhau. Tại Bi Bảo cũng vậy á. Giờ mà chắc tiêm hormone vô là không biết tới đâu luôn. Trời ơi, chí cốt. Bạn chí cốt của tôi. Cái đó là một cái nhu cầu cần thiết của mỗi người. Rồi, ê, hai đứa mình mà về mà bây giờ mình tiêm hormone vô nó chắc trời đất ơi. Bi Bảo là rất là lạ. Tại vì sở thích của Bi Bảo toàn 3 giờ sáng không à. Kiểu cứ 3 giờ sáng là khều khều vậy đó. Hồi đó có cái phim ma bên Thái nha. 3 giờ sáng đúng không? Tự nhiên là mê phim ma gì. Trời ơi. Anh gọi em không thích giấc. Ghê thiệt chứ. Không thích giấc là ngồi tự làm luôn á. Không, cái giận yêu. Ngày mai không thèm ôm luôn. Không thèm live stream chung. Trời ơi, cái ghét dễ sợ. Nói chung chốt là cái vấn đề nha. Không phải là tiêm hóc môn mới có cái ham muốn tình dục nhiều. Cái đó là phải tùy người. Đó là tùy người. Còn mỗi con người có mỗi cơ địa khác nhau. Cảm ơn hai MC. Đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này hơi nhạy cảm một chút xíu ha. Nhạy cảm gì mới thích đó. Thật ra chương trình mình đang cần những câu nhạy cảm. Dạ, em. Ok. Vùng kín luôn có mùi vị khó chịu đúng hay không? Nó nhạy cảm thiệt nha. Tùy người, tùy người. Cái này cũng tùy người luôn. Thật sự có những người tâm phức. Không riêng ở vùng kín hay là bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể. Thứ nhất là vệ sinh nè. Vệ sinh cơ thể, muốn sạch sẽ tâm thoa, tắm nhiều, xà bông này nó vô, tấp vô là thơm liền. Mình đang nói về cái vùng kín á, thì Su Su sẽ nói về những người nam trước nha. Có những người, họ chưa lột vỏ bắp đó mọi người. Trái bắp đúng không? Trời, không ăn trái bắp hả? Có ăn trái bắp rồi. Thì muốn ăn thì phải lột ra. Vậy cái đó là nó lột gì? Thì có những người là chưa lột vỏ, còn nguyên luôn. Nó có chùm gâu nữa. Mọi người nghĩ đi, nó chưa lọc vỏ thì nó chất chứa trong đó biết bao nhiêu thứ. Sắc dừa nè, chao nè, mayonnaise nè, bơ nè. Rồi cái đó là nói dí dòn cho vui thôi. Chứ những cái đó là những cái mà vệ sinh á, nó chưa có
thải ra bên ngoài hết á, nó còn chất chứa nỗi u buồn lại trong đó, cho nên nó sẽ gây ra là có mùi. Còn có những người, người ta đã lột vỏ bắp rồi thì nó sẽ đỡ hơn, cho nên mới có cái tình trạng là cắt bao quy đầu. Và ở bên nước ngoài thì cắt rất là sớm. Ở Việt Nam mình thì hầu như khi mà trưởng thành thì họ mới cắt. Tùy hứng, nhiều khi nó không cắt luôn. Cái đó là tùy người rồi, tùy mỗi người là người ta có vệ sinh phù hợp hay không. Muốn rồi mùi gì thì mình có thể xài mùi đó. Mình mua tinh dầu mình nhiễu vô hay sao ta? Không có. Xà bông thơm rồi. Không, với lại có. Bây giờ, nước hoa. Nước hoa. Bây giờ nó có những cái loại mà nước hoa vùng kín đó mọi người. Su Su mà lựa chọn nước hoa dùng kính, Su Su sẽ lựa chọn mùi đó là mùi cam sành. Rồi, nó cái mùi thôi. Hay cherry. Không, Su Su sẽ lựa chọn mùi đó là mùi sabu chê. Tại cái mùi sabu chê nó là đàn ông thích. Còn không thì Su Su sẽ lựa chọn đó là mùi mít tố nữ. Trời, mấy cái mùi nó nồng á. Nó nồng nhưng mà nó thơm. Thế mùi sầu riêng thì sao? Thôi sầu riêng, lỡ mình ăn sầu riêng rồi sao không được. Còn không thì thôi mình lấy mùi lê kima cũng được. Nhiều mùi mà. Có một cái này Muối cũng muốn chia sẻ nữa. Đó là với bản thân của Muối luôn, khi mà mình stress nhiều này, mình ngủ không đủ, thì ở vùng kín của mình nó cũng có mùi khó chịu. Hoặc là nhiều khi mình tới tháng thì phụ nữ chúng ta nên thường xuyên đi khám để giống như cho tốt cho sức khỏe vậy đó. Thì có một câu chuyện này muốn chia sẻ rất rất là mắc cười. Không biết mọi người thì sao, nhưng mà vợ chồng Vi Muối thì không có thường xuyên gần gũi với nhau, vì thời gian vừa rồi rất là bận công việc. Muối cũng thường xuyên hay đi khám để cho mình biết cái sức khỏe của mình nó ổn định thôi. Và tình cờ một cái buổi hôm đó thì đi khám thì người ta sẽ dùng những cái dụng cụ y tế để mà mở ra để khám bên trong. Thì thật ra một lần khám như vậy cũng rất là rẻ, mấy triệu, cao nhất là mười mấy triệu thôi mọi người ạ. Nhưng mà vì em không có giống như là được bình thường, tại vì em không có được thường xuyên, thành ra em phải tiêm thuốc, phải tiêm thuốc mê vô mà để mà dùng tới những cái dụng cụ đó luôn. Thành ra tới khi em đi ra ngoài tính tiền tới 60 mấy triệu cũng có hết rồi luôn. Rồi, nên là phải thường xuyên chăm sóc vợ nghe. Nhiều khi vợ đi khám mà những anh trans guy nè, hoặc là những ai mà trong LGBT giống Bi và Muối á, thường xuyên chăm sóc vợ chứ không thôi tốn tiền đó. Nó khít quá hay sao? Nó khít quá tại vì không có làm việc. Nó khít quá rồi. Tại chồng không hoạt động. Có. Làm biếng đó, Su Su làm biếng. Nhu cầu rất là cao nhưng chỉ đòi người khác phục vụ cho mình thôi. Còn gì để nói nữa không? Thôi, chúng ta để giữ hòa khí, chúng ta bước qua câu tiếp theo. Dạ rồi, câu này nhiều người thắc mắc thôi ha. Thì là người yêu của trans guy và trans girl phải là lesbian hoặc là gay đúng hay không? Không. Không. Có những người, người ta sẽ có cái sở thích đó. Tuy là họ chuyển giới nhưng họ thích một người gay. Nhưng đó là một phần thôi. Còn đa phần những người chuyển giới khi đã từ nam sang nữ rồi đó thì họ đều thích đàn ông. Đàn ông có sự mạnh mẽ của đàn ông. Thôi anh bị bảo thì sao? Em cảm giác là em là thẳng hay là cong? Tại vì em không biết em thẳng hay cong. Không biết có nhiều người giống em hay không. Nhưng mà nếu như theo em thì em thích những ai mà nhìn hình thù giống con trai. Chẳng hạn tại vì đó giờ em cũng quen trai. Thì tới khi em gặp Bi, tại vì thứ nhất là mình đồng quan điểm này, thấy Bi quan tâm, thành ra em thích cái đó ở Bi. Nhưng mà Bi, nếu mà Bi là tóc dài thì em cũng không biết là em có sạch hay không nữa. Nếu như mà em không cưới Bi thì sau khi chia tay cũng có thể em sẽ quay lại quen trai cũng có. Nên thành ra đó là em thẳng hay sao ta? Em thẳng đó. Em thẳng tại vì đây? Thẳng hơi một vòng xíu thôi. Thẳng. Thẳng mà giống như có chỗ nó bị lượn nhẹ, lệch lệch. Rồi tại vì gió ở đây bẻ lệch cái khúc đó của em thôi. Hay. Rồi chúng ta đến với câu tiếp theo. Mình tới với câu câu này là câu cuối cùng ha. À câu này rất rất là nhiều người muốn hỏi luôn á. Người chuyển giới thường khó kiếm việc làm đúng không? Bản thân trong giới LGBT luôn chứ không có riêng vì người chuyển giới không đâu. Trong cái người chuyển giới trước đi, chuyển giới nam, chuyển giới nữ. Dạ. Chuyển giới nam dễ kiếm việc làm hơn chuyển giới nữ rất tại nhiều. Tại vì Bi thấy những cái người chuyển giới nam họ vô họ có thể làm bartender nè. Rồi họ vẫn có thể làm những cái việc họ yêu thích. Đúng. Bi thấy rất là nhiều luôn. Bi đi thì Bi thấy những cái bạn chuyển giới nam rất là nhiều. Cái công việc gì người chuyển giới nam vẫn có thể được nhận vào làm. Không có khắt khe quá so với những người chuyển giới nữ. Trong LGBTQ+, người chuyển giới nữ là người khó tìm việc làm nhất. Lesbian dễ tìm. Nhìn tại vì nhân dạng như là một người con gái bình thường. Đúng rồi. Gay, cho dù
bả, mấy bả có điệu, mấy bả có như thế nào thì cũng nhân dạng là một người đàn ông. Ví dụ bước vô một nhà hàng, tìm một nhà hàng nào có người phục vụ là chuyện giới nữ rất ít. Chuyện giới nữ chỉ có thể làm ở những công việc ví dụ như là về làm đẹp, nhưng mà cái quan trọng đó là phải có cái mối quan hệ thì cái công việc nó mới được ổn định lâu dài. Cái này là sự thật ngoài cuộc sống nha. Mình ví dụ là một cái shop buôn bán đồ gì cũng được, có một người chuyển giới nữ, một người chuyển giới nam, một người con trai, một người con gái. Khi xảy ra tình trạng mất đồ, mất tiền, tất cả mọi người đều sẽ quy chụp vô người chuyển giới nữ. Cái này mình nói ra hơi kiểu là hơi gai góc, nghe nó có vẻ là sao mà bạc quá vậy, nhưng đó là sự thật của xã hội. Mình phải nhìn nhận nha. Rõ ràng tất cả mọi người đang xem chương trình này cũng sẽ hiểu được vấn đề ở đây. Khi mà xảy ra một cái sự cố gì, người ta quy chụp hết cho người chuyển giới nữ, đó là những người rất là thiệt thòi. Từ cái vấn đề mà những người chuyển giới nữ không tìm được việc làm, cho nên họ mới phải đi làm những công việc khác, ví dụ hát kèo kéo, mua lửa ngoài đường, hát đám ma, rồi thậm chí có những người đi làm gái, rồi thậm chí có những tình trạng giật dọc, giật điện thoại, giật giỏ. Đó mới có những cái hệ lụy vì vấn đề là họ không có việc làm. Vậy là những cái người chuyển giới nữ rất là thiệt thòi so với những người chuyển giới nam luôn đó. Mấy bạn nào chuyển giới nữ đang mà cần việc làm thì cứ inbox muối để muối cho về chết đơn cho muối nha. Qua đây thì em cũng muốn khán giả xem đài này mình mở lòng hơn với trong cộng đồng LGBT. Tại vì bản thân của em cũng là một người rất là khó khăn trong công việc, nhưng mà em cũng đã tuyển rất là nhiều nhân viên rồi. Tới bây giờ thậm chí ha, em còn ưu tiên cả những ai trong cộng đồng LGBT cơ. Tại vì em thấy cái nhiệt huyết làm việc của họ rất là hăng say, họ làm việc rất là chỉnh chu đâu ra đó nha. Bên nhà em là một đống. Cái câu này là câu nói chơi cho vui, nhưng mà thật sự là giống như là họ vui vẻ làm việc lắm. Nó tạo cho mình và những bạn xung quanh một cái không khí mình muốn đến cái chỗ làm đó. Nên thành ra cái ngày hôm đó công việc nó rất là suôn sẻ. Đặc biệt nhất ha là em rất là thích gay luôn. Không biết gay có thích những cô bánh bèo như em không? Tại vì em nghe nói gay là không thích những người bánh bèo như em đâu. Nhưng mà em rất rất là thích. Rất là thích vì họ rất là nhiệt huyết trong công việc. Gay mà không thích bánh bèo thật ra chỉ là một cách nói chơi, nó vui á. Tại vì gay với bánh bèo đều thích một hướng. Bản thân tôi cũng thích một hướng, thích là thích đàn ông. Mọi người có hay nghe cái câu là mấy đời bánh đúc quá xương, mấy đời bà bóng mà ưa bánh bèo đó. Nói vậy đó. Thật ra cái cách nói đó để cho nó vui á. Rồi chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình. Đó chính là bật mí bí mật. Hôm nay là có nhiều bí mật muốn gửi tới cho hai MC lắm. Có bí mật của gia đình không? Cũng có luôn. Đây là một cái câu chuyện của một người bạn của muối thôi, nhưng mà cũng thắc mắc của bản thân muối, bản thân em luôn. Nên là em muốn cả Di Bảo đây hôm nay ở đây trước mặt tất cả mọi người, cũng giống như chị Su Su sẽ giúp em chia sẻ cho em về kinh nghiệm ha. Câu chuyện này là câu chuyện về tần suất. Nó sẽ có hai câu hỏi là hơi lòng vòng một chút xíu. Câu hỏi đầu tiên của em đó là có phải trong giới LGBT của chúng ta cái việc mà đến với nhau nó nhanh hơn, đến với nhau ở đây là cái sự chiếm hữu nó nhanh hơn, giống như là em coi những cái tập trước đó, cũng có những bạn như em kêu là gặp nhau lần đầu tiên một cái là quất liền. Nói gì thì em quen trai thì đâu ai dám vậy đâu, tại vì người ta sợ mình là kêu mình lợi dụng. Nhưng mà em quen Bi một cái ngày đầu tiên Bi cũng quất liền, mà thậm chí không phải quất một lần mà quất luôn 5 lần. Thành ra em mới đặt trong cái câu hỏi của em là có phải những cái người trong giới này đều như vậy không? Giống như kiểu họ muốn chiếm hữu, kiểu như lấy về đánh nhanh, rút gọn, rút lẹ vậy đó. Thì có phải vậy không sao sao? Xin chương trình cắt khúc này. Không, chương trình đề nghị chương trình giữ nguyên. Em còn khúc sau nữa nhưng mà em muốn mình giải đáp cái câu này trước nha. Rồi bây giờ giải đáp đi. Đây, ngày đầu tiên mà 5 phát một lượt. Rồi súng ở đâu mà giữ nhiều đạn vậy cha? Không có, chịu quen rồi, vui. Chưa đâu. Lúc đó là tìm hiểu thôi. Tối người ta cần ngủ chung là để tâm sự thôi ông nội ơi. Trả lời ý của bà vợ mình kìa. Em suy nghĩ là đâu phải là cộng đồng LGBT đâu, trai và gái cũng như vậy mà. Nếu mà họ kiếm được một cái người mà họ thích quá rồi thì tối đó họ cũng đẹp đó thôi. Vậy là những người mà có muốn cái sự chiếm hữu cao đều là như vậy. Đúng rồi, mình sẽ nói là tùy người. Mình không thể nào quy chụp được tất cả cộng đồng LGBT. Cũng có những người rất ngại nha. Bạn với Su, còn nó khác, Su dễ sợ. Su là chỉ cần khiều một cái là tới bến liền. Bạn Su nha, nó là gay. Và khi quen, ta như là một con gái. Phải đi đứng nhẹ nhàng như một con gái. Nền nã nết na lịch thiệp vậy đó. Trai đụng khiều các bạn. Nó kể mà. Ngủ chung á, quấn quấn cái mền á, cuộn lại như một đòn bánh tét, không cho ai đụng luôn. Sợ giống như sợ người ta sẽ hãm hiếp mình nè. Hay là sợ người ta nhào vô, người ta quậm mình hay sao á. Quấn kín mít lại luôn vậy đó. Cho nên á, ở đây mình sẽ nói là
tùy người và tùy cái ham muốn về cái vấn đề tình dục. Rồi vậy thì sau khi về chung một nhà rồi đó, mà cái chuyện đó nó ít đi dần dần. Giống như bản thân Di Bảo và Mũi Xù đi, thời gian đầu thì rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi về chung một nhà rồi thì mấy tập trước Di Bảo có chia sẻ ha, là một năm đầu tiên thì Mũi Xù chỉ biết tận hưởng thôi, Mũi Xù không biết làm gì hết trơn á. Nhưng mà sau một năm sau rồi thì Di Bảo toàn đòi không à. Cho đi rồi phải nhận lại chứ trời. Đòi phục vụ rất là nhiều luôn. Mà thậm chí nếu mà không phục vụ Di Bảo sẽ rất là giận. Vì bạn nói em không có thương anh nữa, mà ổng ẹo như là công chúa vậy đó. Biết không biết ai làm vợ ai làm chồng luôn. Trời ơi, Su Su giải thích cho là trời. Mà không không nha, thí dụ như là Mũi Xù có sở thích rất là khác với Dì Bảo. Ở một chỗ là Mũi Xù thích làm cái gì đó rất là nhanh. Không phải em bị yếu sinh lý nha, đừng ai nói em bị yếu sinh lý. Nhưng mà em làm sao đó để em đạt được cái khoái cảm đó nhanh thiệt là nhanh, ví dụ trong vòng 5 phút thôi. Không thôi nó nóng mệt lắm, mình cũng không muốn hại bạn đời mình mà phải mệt quá. Tại vì em biết cái cảm giác mà ngón tay của mình rã rời trong một tiếng đồng hồ, hoặc là cái lưỡi của mình rã rời trong một tiếng đồng hồ. Mà thậm chí khi mà em cảm thấy em kỹ năng của em cũng tốt, nhưng mà tại sao suốt một tiếng đồng hồ? Hỏi ủa anh, bộ em làm tệ lắm anh nói cho em biết đây. Không, anh thích cái cảm giác được tận hưởng. Trời ơi, mày tận hưởng sao với đây mà trùm lên mồ hôi mồ kê mà 3 giờ sáng cho mà không lặn ra mà chết luôn. Tay em nó tê liệt không còn cả. Bởi vậy đừng hỏi tại sao chuột em đâu, tại vì cái tay hoạt động liên tục. Nhưng mà không có riêng tay đâu, cả cái kia nữa. Đó vì người ta tố giác rồi kìa. Nhưng mà có cái này em rất là muốn hỏi này. Cưới xong rồi thì hai vợ chồng về chung, thời gian hai vợ chồng bận rộn nhiều quá thì 6 tháng liền không có gì hết trơn. Tuy là hai vợ chồng tình cảm vẫn rất là nồng thắm, vẫn rất là yêu thương lẫn nhau. Em sợ sao? Dạ. Hay là anh làm em sợ? Anh kêu em cái em nói gì nè. Thôi Bi ơi Bi, mày chết, mày muốn giết tao hả? 30 phút tới 1 tiếng sao tao chịu nổi. Như vậy mà mình không có gần gũi thường xuyên á, câu này rất là lo. Về thời gian dài mình có ảnh hưởng không? Nhiều khi em suy nghĩ nè, anh ơi có khi nào mốt cái mình bận quá, cái xong chồng mình đi lăng nhăng ở ngoài cũng chắc chết em luôn á. Nhiều khi mình một tiếng đồng hồ mình đáp ứng không nổi, nhưng mà người khác đáp ứng nổi thì sao? Bây giờ cái vấn đề quan trọng ở đây nè, có thể mình sẽ suy nghĩ theo hướng thoáng hơn, đó là về công việc. Thế công việc xong cái nó mệt, mình còn phải nghỉ ngơi để vừa sức cho ngày mai bắt đầu công việc mới. Cái mình nghĩ là chắc mình ráng 3-4 ngày đi. 3-4 ngày xong mình cái mình nghĩ chắc mình ráng đi cho hết tuần. Sau cái mình nói hết tháng rồi hết 6 tháng nó thành thói quen đó. Thì thật sự như thế này, bản thân Su khuyên thôi, cho dù mình bận cỡ nào mình cũng vui lòng nhín nhẹ ra một ít, dành khoảng một thời gian riêng tư á, để cho mình giống như lâu lâu cũng phải sáp vô. Có mà có sáp vô quặm quặm chưa kịp quặm xong cái trời ơi mày nặng như heo, xuống đó. Cần giảm cân, giảm cân đi, áp dụng về cho anh nha. Thì anh thấy nó rất bình thường, tại vì công việc mình quá bận đi, tối mình 3-4 giờ mình mới ngủ thì mình đâu còn sức nữa. Nếu mà mình có em nghĩ thật ra nếu mà công việc đó là một cái skill rất là lớn, thật ra công việc gì gác của một bên mình mà có thể dành, không lẽ không dành lại cho nhau 30 phút? Đúng rồi. Ví dụ như bình thường khi mà trong cái mối quan hệ của hai người nha, làm quan hệ nó khoảng 15 phút thôi. Trời ơi, 15 phút ví dụ, bị yêu sinh lý á. Vậy nè, để ví dụ nha, 15 phút nha. Sau khi công việc xong mình nghĩ thôi 15 phút cũng không sao, cũng không tốn sức gì mấy, cũng không mỏi tay gì mấy, cái lưỡi cũng không bị đơ đó, đúng không? Thì mình vô mình làm sương sương cái mình đi ngủ. Nó nhiều khi làm xong muốn ngủ còn ngon hơn nữa đó. Thật sự nó còn cái này tự nhiên tới 1 tiếng đồng hồ. Cái mình nghĩ bây giờ 3 giờ khuya. Cái ví dụ mà kia 15 phút thì lết ra thì 3 rưỡi mình ngủ. Còn cái này 3 giờ, 1 tiếng, 4 giờ quay qua vậy quay luôn. Lại tắm rửa này nọ nữa tới sáng luôn rồi. Rồi vậy đi làm nữa ai mà chịu nổi. Cái vấn đề quan trọng ở đây là mọi người phải biết cân bằng cái thời gian mà trong cái quá trình mình quan hệ. Tại vì nếu ngắn quá cũng không tốt, lâu ngày vài tháng nó cảm thấy nhàm chán luôn á. Còn dài quá, quá dài đến mức độ mà bị áp lực á thì mệt nè, sức khỏe nè, tinh thần nè, trời ơi không ai mà quan hệ mà bị stress luôn á. Trời ơi trời. Qua đây Mút cũng khuyên là mình nên dành thời gian nhiều cho nhau để mà tránh cái trường hợp như là nhiều khi chồng mình buồn quá có thể bỏ mình đi ra ngoài một ngày chứ. Giảm stress cũng có. Đôi khi chỉ là một lần người ta nghĩ là thôi chắc lâu quá vợ mình nó bận công việc nó không cho mình đi ra ngoài mình này nọ lần thôi, và một lần đó nó sẽ bắt cầu cho lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, rồi sau đó từ từ mất luôn tình cảm đó, rồi mất chồng luôn.
cho nên mọi người là thu xếp thời gian ít nhiều cũng phải có 1, 2, 3 cái xương xương đó. Đó bên đây cũng phải cân nhắc lại luôn cho khoảng có thời gian nó vừa đủ thôi. Trời ơi, mình làm sao mình phê, mình sướng bạn mình thì nó phải bó bột cái tay hay là cái gì đó, phải bó bột cái lưỡi nó cũng kỳ lắm nha. Rồi ngày mai còn phải livestream nữa. Đặt cái lưỡi luôn. Mai là à có thể vậy. Ở đây giờ kia hẻ ai kia ngừng ngối mới hồn cái gì ơi. À có thể vậy. Ở đây giờ kia hẻ ai kia ngừng ngối mới hồn cái gì ơi. Kia cái lưỡi nhỏ bị đơ sao livestream. Thì hôm nay về thì người ta sẽ dành thời gian nhiều hơn. Sẽ thay đổi. Ít hơn chứ thời gian nhiều hơn để chắc chết á. Chết rồi nghe đó. Nói sao chương trình này về dành thời gian nhiều hơn, đẩy lên tiếng rưỡi. Chết rồi, xong luôn ví dụ mà có em tiếng rưỡi đó ha, để sẵn xe chiếc băng ca xong là đẩy bà ra liền rồi đưa vô vô nước biển luôn. Rồi còn gì nữa không? Không, hôm nay chỉ vậy thôi. Cảm ơn hai MC rất là nhiều. Rồi xin cảm ơn muối rất là nhiều.